Bây giờ tụi em sẽ đi về Sài Gòn. Đang ở Gạch Giá, bây giờ trên đường trở về Sài Gòn. Bây giờ ghé ăn cơm, cơm tắm. Ngồi theo chân tụi em nha. Nắng quá, nắng quá. Cho tụi em đi chơi, đi cúng mè, xong rồi đi qua hàng tụi em chơi. Sơ mi trả. Thôi nhắn ăn gì vậy? Sơ mi trả luôn hả nhắn? Hai sơ mi trả, mấy qua ăn gì? Dạy lương chấp nhận. Mang cái sơ mi trả, còn để bao nhiêu tiền nhỉ? Dạ, dạy 25. Mà số rẻ quá, dạy 25 ngàn hả? Sơ mi 40. Em bán 40 cũng được, thầy chỉ trả 3 ngàn hả? Đi quê 25 ngàn. Sài Gòn bán đi để trung tâm này nhiêu nha? 35. Sài Gòn bán 35 hả Hoàng? Sài Gòn bán 35, từ chỗ 35 40, dưới quê 25. Mời các nhà cùng ăn trung tâm nha em nha. Chưa nhận ra nữa, nó làm quen chương trình khóc eo. Xin hãy tên nó chưa cân. Ở dưới quê bán gì cũng rẻ. Hồi nãy các anh chị mua quýt 1kg cái 25k. Sài Gòn bán 50. Chạm dừng chân 60. Trời ơi, mấy má trong chạm dừng chân nó bán mắc dễ sợ, 60 ngàn. Trong khi dưới quyền ta bán cái 25k. Chạm dừng chân bán cái số 40 được rồi đúng không? 60 mấy triệu. Lời mình lời dữ gì? Ở dưới quê người ta bán 25, tức nghĩa là người ta lấy chừng 15 ngàn hoặc 18 ngàn một ký. Ta bán 25k hoặc là 20. Từ 15 tới 20 ngàn người ta lấy vốn. Ta
tao bán nha 25. Mấy má trong trong nhìn chân có 60 mấy triệu. Lời gấp 3 lần đó. Cho vốn 20 lại mà 60 lại gấp 3 lần đó. Lời là gấp đôi qua là ok rồi. Bán cho những người tăng có tiền. Ví dụ những người tăng nghèo sao người ta dám ăn 60 ngàn. Ủa sao không cho chị cục trẻ vậy? Hồi nãy chúng có cho chị cục trẻ không? Em gái, em có cho chị cục trẻ không? Đã chưa có cho chị trẻ không? Trời ơi, lấy cục trẻ cho chị rồi. Lo nhớ tên không quên cục trẻ. Ăn sườn bị trẻ, không có sườn bì, không có thể thấy trẻ đâu á. Nghe mà đâu đóng tin không được á. Là không trả tiền á, nên là lo lắng đúng không? Ăn hết dĩa cơm mà còn chưa nhớ được cái tên nữa. Tên gì? Nói lớn lên coi. Đúng rồi. Trời ơi, sếp chúng mắc 75 ngàn. Trời ơi, ăn cơm một buổi rồi. Hết một dĩa cơm mới nhớ ra là làm cánh chi. Em cũng còn không ăn nữa hả? Em không ăn chưa? Không ăn chưa? Ủa? Em không ăn chưa? Chết rồi. Em xin đi tiên. Chết rồi mấy chị ơi. Chết rồi. Em ăn hơi nhanh nên em ngày xưa em không có đi lính á, không có sao mà không bị hết đồ ăn, bị bữa chén hết đồ ăn, ăn sao là bị bữa chén, suốt ngày Giang cứ đưa ông chú bữa chén qua ngăn hộ ghê. Ông Giang suốt ngày á, mỗi lần mình nói vấn đề mà đi nghĩa vụ quân sự cho em nói, mấy người yếu đều đều á, là một là giặt đồ, nấu cơm, rửa chén, hay là Giang bữa Giang nói là được gì đó, lên phòng của mấy ông gì đó, mấy ông trưởng không biết làm gì trên lên phòng mấy ông trưởng làm gì luôn đó. Ai gắp cục xương cho tôi nha. Quả trời ơi, chị đang ăn mà què. Chị đang ăn, chị húp cho em nè. Anh súp mẹ, tại sao ăn cục xương cho chị? Chị đâu phải chó đâu què. Trời ơi, mấy chị canh nó quăng cục xương cho em nè, muốn cho em ăn. Em nuốt, em chết. Chơi chị chết cho em vừa lòng phải không? Trời ơi, ác vậy, người ta ăn cơm mà quăng nguyên cục xương của em mấy chị. Nó ăn cơm tắm nha, sao cục xương bự vậy? Nghĩ sao cục xương bự vậy mà nó quăng qua cho em mấy chị. Cái gì vậy? Tình cho em vậy là khó mình lâu nha. Quán cơm Liêm Quỳnh. À, quán cơm tắm súp cua. Quán cơm tắm súp cua Liên Quỳnh. Quốc lộ mấy nha cưng? Quốc lộ 80 anh em nè, cho nó nghe nè. 3 đĩa cơm 75 ngàn. À, 75 ngàn. Đón tên đúng đương trăm nha. Không, em mời. Trời, bán đâu có nhiều lợi như đâu mà mời. Không, bữa nay có tiền lời rồi. Có lời gì vậy? Có lời rồi, bữa nay em mời. Lỡ gì vậy? Hả? Lỡ gì vậy? Hồi nãy hai chị mình cãi với nhau. Nếu mà em đón đúng tên là chị phải bao thêm chứ. Tự nhiên giờ mời. Không, em mời. May mắn lắm, vợ chồng. Anh đây là gì? Anh đây là chồng hả? Vợ chồng em. Thấy mặt giống phu. Nhìn thấy mặt biết phu thê liền. Nãy nhìn lại em nghi gì vậy? Nghi gì vậy? Em biết tên rồi nhưng mà em không biết. Chúc hai vợ chồng của may mắn đắt nha. Chúc hai vợ chồng trăm năm hạnh phúc. Chị biết ngủ thích lắm. Thích thì lắm mẹ. Ở ngoài chị nhìn em nhan sắc chị thì em chấm mấy điểm. Chấm trong tay đi, mấy điểm. Em không có biết gì. Nhưng mà em 10 điểm là cao nhất. Em cho chị mấy điểm. Em cho chị 10 điểm. Không có trang điểm, em cho 10 điểm nha. Em xương xương nhẹ. Trời ơi, cảm ơn em rất nhiều nha. Ba điểm cơm rất là trang chứa tình thương. Cảm ơn em. Khi nào mà chị có dịp đi ngang đây, đọc A. Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp. Dạ. Quán Liêm Quỳnh, cơm tắm súp cua. Hai vợ chồng rất là đáng yêu, mọi người ai gần đây đến đây ủng hộ em gái của Khánh Chi nha.
thích thiên tai nạn đi. Nghe gặp lại một người dân đi. Chứ hai vợ chồng có hai đứa con dễ thương nha. Chị sẽ hẹn gặp lại sẽ tái ngộ thằng đám hai chồng nha. Ba đứa cơm 75k, đậm tình, yêu thương, cảm ơn. Trời ơi, muốn rớt nước mắt vậy đó mấy chị. Đó mấy chị thấy không? Dễ thương đi tới lâu cũng được, có lọc ăn đó. Đó. Bây giờ let's go. Đi về Sài Gòn. Từ đây về Sài Gòn là 3 tiếng. Tên sẽ có mặt tại Sài Gòn.